chủ động xây dựng và ban hành các nghị quyết gắn với thực tiễn, tăng cường giám sát, thao gỡ nút tắt về cơ chế chính sách là những dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đây, vai trò trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương và từng đại biểu dân cử được phát huy, tạo niềm tin đối với cử tri và nhân dân. Thôn Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu có hơn 60 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 4E một số hộ bị thu hồi đất nhưng sau nhiều năm vẫn không nhận được tiền đền bù nắm bắt kiến nghị của cử tri, hội đồng nhân dân huyện đã vào cuộc yêu cầu ngành chuyên môn tập trung giải quyết và mọi việc được tháo gỡ trực tiếp sát với nhân dân và à, tìm hiểu những nguyện vọng nhân dân như thế thì tôi thấy là vai trò của hội đồng nhân dân huyện thật sự là quan trọng, thật sự là những người đáng tin cậy đối với nhân dân chúng tôi. Còn tại thành phố Lào Cai, với đặc thù triển khai nhiều công trình dự án lớn, do vậy Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thành phố tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt, giải quyết các ý kiến kiến nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc với trên 1.500 cử tri tham gia, tiếp nhận 229 ý kiến, trong đó 189 ý kiến đã được giải quyết, đạt gần 83%. Chúng tôi đã phân loại và làm tốt cái việc là tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng và đúng thẩm quyền. Thông qua đó, thì chúng tôi chuyển các cái ý kiến đó về cho Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo và chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Mặt khác, thì chúng tôi tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cái kết quả giải quyết cuối cùng từng ý kiến, ý kiến của cử tri. Với nhiều đổi mới sáng tạo, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã ghi nhiều dấu ấn, cùng với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Việc theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại cũng được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo, đồn đốc giải quyết, nhất là những đơn thư kéo dài, tạo niềm tin đối với cử tri và nhân dân. Trong quá trình thực hiện thì cái sự phối hợp giữa hội đồng Thường trực Hội đồng dân với lại Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là đoàn đại biểu quốc hội chúng ta thực hiện nó đảm bảo một cách là thường xuyên đặc biệt nữa là với những cái ý kiến kiến nghị của cử tri thì chúng tôi có một cái cơ chế phối hợp với chỗ ủy ban xem xét giải quyết và trả lời đảm bảo theo đúng với yêu cầu đặt ra. Với sự linh hoạt, nhạy bén và quyết tâm đổi mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, mà còn được cử tri, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Đây là động lực để mỗi đại biểu tiếp tục trao dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của dân.